Đây chủ kênh đây, chủ kênh đây đi uống nhậu mà khoảng 40 chén thôi. Nếu anh em ở trên Hòa Bình mà có nghe thấy thì cứ ấn một like cho Ngân nó. 1, 2, 3, 1. Vâng, xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay hội Châu Vàng 73 là có anh cụ Bình, anh cưới vợ cho con này. Hôm nay nay Ngân Đen đi đám cưới đây với cùng mọi người. Đấy, nhóm 73 toàn quốc đấy. Chắc là vinh dự nhất là có mình ở gần nhất là anh ấy mời thôi. Đây còn bạn, bạn 73 nữa. Đấy, vâng, bây giờ làm mời các bạn cùng đi với Ngân Đen vào để dự cỗ Hải Phòng các bạn. Và ở đây thì đám cưới ở đây rất là vui. Vâng, đây nhóm của Ngân là có đứng tròn một mâm đấy các bạn ạ. Vâng, các bạn vào xem là ở Hải Phòng người ta tiếp đón như thế nào các bạn nhé. Vâng, chào sếp. Vâng, vâng. Đây, chào ngài nhá. Đây, ông bạn 73 đây các bạn ạ. Đây, hôm nay là viết ra một cái. Cho ông Ngân một cái. Đâu có hiểu quá. Phải nhớ bây giờ cái công tí nó quên à, quên, quên anh. Mày cũng vào. Ngân nào đấy? Thôi Ngân. Hả? Ngân Hòa Bình. Ngân Hòa Bình nhá. Hôm nay nay chính thức lên mẹ chồng có vui không em ơi? Đây hôm nay nay lên bố chồng vui không anh? À, lên bố vợ, lên bố vợ à? Bố chồng nó lên ông ngoài. Bây đến ngày mai mới chính thức lên bố. Xong chưa? Lên bố vợ. Xong chưa? Xong rồi. Xong rồi thì nhanh lên phòng rượu nhanh coi. Đây và chào cả nhà nhá. Đội này là ngồi bảy quen là Văn đâu, Văn đâu rồi đây. Không, con em cho bọn em ngồi đây. Không được. Quê đây chỉ có ghê em. Quê ra những nước sân tình như thế. Đây đây Văn đây. Đây ngồi lấy cái ghế đây. Không ngồi luôn. Không không được anh ạ. Cái nhóm của chú Ngân đi là cứ đây. Các đại ca đi không đây, viết phong bì để mình viết. Đây các bạn xem bầm cỗ ở Hải Phòng này, rừng và biển các bạn. Đây chắc có món thịt dê này. Đây giò lụa. Nóng rồi. Đĩa tôm. Gà các bạn. Bây giờ vâng, Ngân Đen đó. Ngân Đen đấy à? Bây giờ đang đấy. Bây giờ mời các bạn chúng ta cùng xem ra là ở Hải Phòng đón khách như thế nào các bạn nha, mời rượu như thế nào. Có giống ở quê hương Hòa Bình chúng ta không? Bắt này. Có tí đá hả? Ông có con hòn đá. Đấy, hôm nay đi ăn cưới nhá. Hôm nay đi cùng Ngân có bà chị rất xinh gái này, môi đỏ chóe. Đấy. Em vừa khen bảo hôm nay chị có môi đỏ. Đỏ hơn đĩa tôm này.
Đây gia chủ đi mời rượu các bạn. Mâm của Ngân lúc nào cũng phải có 7 người. Đấy. Nào. Vâng. Vâng. Cảm ơn hai ông bà nhá. Vâng, vâng. Đấy. Đấy chị bóc đem vào để em quay. Đấy không? Đi ăn cỗ có một cô phụ nữ đi cùng rất là có lợi cả nhà. Đấy. Không biết không nhau. Chú hôm nhà đi ăn em bạn cũng muốn ăn cơm ngay bắt không ăn. Xem có bạn thì gọi. Đây là thịt cái này bao nhiêu gà. Thôi con cũng được. Cái gà ấy thì cho hết. Ăn gì? Đó chị, cái này hôm nay hùng ra thóp rồi mà. Đây ra ăn một con được. Đấy, chưa ăn rồi. À bố quá, hút quá. Yeah, chú sáng rồi thế này em ạ. Đây, cốc anh đây. Đủ rồi, như này đủ rồi. Nhân dịp tất cả anh em luôn mạnh khỏe. Mỗi người một chén hay là thế nào đây? Hết cạn nhá. Mỗi người một chén. Chén. Đây Thưởng ơi. Đây là cán bộ công ty này. Hôm nay ngồi với anh em mình này, chú phải chăm sóc mạnh vào cho anh. Đây nhá. À đây à? Đói đâu đi ăn sớm đấy. Không ở đá mà sáng. Ai uống riêng? Cậu ơi, cậu uống riêng là chú Hưởng ơi uống đi. Riêng mà. Văn đâu? Xuất phát đi. Đâu rồi? Đó là uống riêng là chú Hưởng với người anh em mình thì. Đấy. Cứ màn hình thẳng vào. Thế là mấy giờ chú đi? Mà bây giờ đã xong rồi. Chú ơi em đã xong rồi, em đang tiếp anh ấy. À đây. Anh người mâm nào ấy? Thế thôi nè, ngon cái lắm. Đây là cũng là hỗn gì à? Đông mấy gì? Đây đấy, vừa bấm đây. Cái này quay đấy, đúng không? Bây giờ đèn nhỏ nói nó phải thế chứ. Đây cứ bấm nó đỏ đấy. Đấy. Đó, trường thôi nè.